Hello mọi người, lại là mình Vũ Viking đây. Wow, tập đoàn buôn cá lậu này các bạn ơi, toàn là cá mới không ha. Thì hôm nay mình sẽ có một cuộc hành trình đi săn cá nhắm voi nha mọi người. Đây là con cá nhắm voi mình đã săn được nè. Thì hôm bữa mình săn mình không có quay lại, hôm nay thì mình sẽ đi săn và quay lại cho mọi người xem ha. Ui là chui, cá mập Greenland, nhắm voi, rồi hải cẩu, được quá trời luôn nha các bạn. Toàn là cá mới không ha, tập đoàn buôn lậu cá mới nè các bạn ơi. Trời đất ơi, đã thiệt sự các bạn. À các bạn biết gì không, thì gói bip chuẩn bị hết rồi các bạn ơi. Hôm qua thì mình đã nhận hết rồi ha, bữa nay mình sẽ nhận thêm nè. Rồi, nhận cái này thì được tiền là chính rồi các bạn. Đây mình có một hình ảnh lộ bip sắp tới nè các bạn ơi. Chủ đề thì cũng là mùa đông luôn ha, nhưng mà nó sẽ có những đồ trang trí, đồ sắc các kiểu quá trời luôn các bạn ơi. Một bộ trang phục mùa đông nè, nhìn rất là cute luôn ha. Quay cái đầu tóc này, đầu tóc giống như đầu tóc con tuần lộc vậy ta. Với đồ nội thất thiết kế kiểu rainbow các bạn á, kiểu nhà băng rainbow á. Uầy, nhìn xịn quá các bạn ơi, đẹp thật sự. Và có thêm một hình ảnh lộ nữa nè các bạn ơi. Đây, chuẩn bị có một cái gói nội thất mới nha các bạn. Đây, trang trí hồ cá trong nhà. Mà hồ cá trong nhà bữa nay là đâu có câu được cá mới đâu các bạn. Cho nên là hồ trong nhà cũng ít người câu ha, toàn là ra hố xanh câu mà các bạn. Đây, hồ trong nhà thì các bạn sẽ có một cái hồ nè, đi có bậc thang đi lên nè mọi người. Ui xịn ha, nhìn có vẻ đẹp các bạn. Còn ở đây có một bộ đồ này thì hôm nay cũng ra mắt rồi nha các bạn, hôm nay cũng ra mắt rồi. Ở trong cái hồ thì có một con cá sấu đang táp con mồi. Ui xịn các bạn ơi. Nhìn xa xa thì có một nhân vật mặc đồ ngủ nè, một đồ này là đồ tặng nè các bạn. Đấy thì trong cửa hàng nè có một bộ đồ yêu câu cá nè, mới ra mắt sáng hôm nay ha. Thì chúng ta sẽ có cái mũ đại ngư nè, với một cái quần yếm ngư dân, với lại cái đuôi ủng nha mọi người. Thì bộ đồ này mặc vô cho đẹp thôi chứ không có tăng may mắn vậy đó nha, cho nên là cũng rất là ít người mua. Ok thì bây giờ tập đoàn buôn lậu cá mới của mình sẽ đi săn cá nhắm voi nha mọi người. Cá nhắm voi thì sẽ xuất hiện từ phút 03 tới 06 ha, và 33 đến 36 nha mọi người. Quay và ở thuyền trắng nha. Đây các bạn ơi, thuyền trắng ở đây nè các bạn, đợi trời tối nha mọi người. Thì ở đây thì mình đã có clip chứng minh cho các bạn, hồi bữa thì mình không có quay lại được, cho nên là mình cũng có được một bạn câu được ở chỗ đây là của bạn Vi nè mọi người. Đấy, mình sẽ cho các bạn xem clip của bạn Vi câu được con cá nhắm voi ở đây ha. Thì con cá nhắm voi này là một trong tứ hoàng mới nha các bạn, rất là hiếm luôn ha, nhân phẩm lắm mới câu được nha. Ui, nhưng mà bạn Vi này câu được con vương miện luôn mọi người, xịn sò ha, 1.356 tiền các bạn ơi. Ui, xịn quá các bạn à. Ui trời ơi, nghẹt luôn mọi người ơi. Wow, đúng là đi buôn lậu cá có khác các bạn, toàn là cá xịn không thôi. Thì bây giờ mình đợi trời tối và bắt đầu đi câu nha mọi người. Ui, đến giờ là các bạn, ôi có một bạn kéo được cái bóng năm kìa. Wow, một con nhà tán các bạn ơi. Nhưng mà rất tiếc là không phải là nhắm voi ha. Trời đất, một con nhà tán các bạn. Cái góc thuyền này hê lắm nha các bạn. Các bạn nào muốn câu bóng năm thì tới đây ha. Tỷ lệ câu được con nhà tán này cũng hơi bị khó ha. Cho nên là cũng ok đó các bạn, 10 điểm. Người ta lên bóng năm rồi, giờ đến lượt mình lên nha mọi người. Wow, có một cái bóng năm xịn sò kìa. Hồi hộp quá các bạn ơi, câu cá là cái thời gian mà mình hồi hộp nhất là mấy cái bóng năm ha. Chạy đi đâu, dính liền. Lên. Wow, voi sát thủ các bạn ơi, lại không có nhắm voi rồi. Nó cũng là voi nhưng mà là cá voi sát thủ. Ui là trời. Nhưng mà cũng xịn là các bạn. Hôm qua thì mình bán 4 con cá voi sát thủ đúng không ta? Hôm nay câu lại được đó các bạn. Cho nên là các bạn câu được cá nào các bạn bán đi là bữa sau câu lại được ha. Ui xịn nha các bạn ơi, đã. Một lúc sau lại được cái bóng năm nữa nè các bạn. Uầy, con này ăn liền luôn vậy. Ôi trời ơi, ăn liền là cá dởm lắm các bạn ơi. Cá nhắm, không phải, phải cá voi luôn các bạn ơi. Cũng là cá voi, tưởng cá nhắm búa chứ. Tưởng cá nhắm búa các bạn. À cũng được. Uầy, vậy là hôm nay câu được 2 con voi sát thủ rồi nha các bạn. Trời đất ơi, mình đi câu nhắm voi mà toàn ra voi sát thủ không. Đây ha, lại bóng năm nha các bạn. Ui, lần này là phải ra nhắm voi cho mình nha. Quá trời bóng năm rồi đó. Ui là trời ơi. Bình tĩnh các bạn ơi, bình tĩnh, phải giật được con này. Ui là trời ơi, nó làm mình hồi hộp kìa. Phải giật được con này các bạn. Ui, nhắm voi đi rồi chứ đâu nữa. Nhắm voi đi rồi. Chạy đi đâu, trời đất ơi, không chịu ăn kìa. Chạy đi đâu, trời đất ơi, biết cái nhắp này là ăn mà. Đừng có lứt nha má, trời đất ơi. Uầy, trời đất ơi, lại con voi sát thủ đó mọi người. Trời ơi, số hôm nay là coi cá voi sát thủ hay sao vậy. Trời lên mấy con luôn mọi người ơi, 3 con luôn rồi. Trời đất ơi, quỷ thần ơi. Rồi, trước lúc mình câu được cá nhắm voi thì mình đã câu được 3 con cá voi sát thủ rồi nha mọi người. Rồi, bây giờ đến lúc sau ha.
không có lúc sau nha các bạn. Lúc sau thì mình xem mọi người bị câu hải cẩu ha. Ôi thì lại là vị trí cũ của mình đây các bạn. Cái vị trí này rất là nhiều người câu được hải cẩu cho đây luôn. Mình là người khán giả đứng dành thôi chứ mình không câu được nha. Trời ơi, đây nè, mình có thêm một bạn nữa nè. Trời đất ơi, vậy là hôm nay là cũng có hai bạn câu được chỗ này ha các bạn. Trời ơi, quá là may mắn luôn á trời. Sao mình số của mình là xu bắp xú như ta. Rồi random comment hôm qua để tặng quà cho các bạn nha, 4 bộ đồ nha mọi người. Rồi bạn đầu tiên nè, chúc mừng bạn Hai Thanh ha, với comment là có mã 44 luôn nha mọi người. Chúc anh năm mới thật nhiều sức khỏe và an khang thịnh vượng và có nhiều cá to. Quà bữa nay có 3 cá to luôn, không có con cá to của anh gì hết. Quà là bộ đồ ngủ tên là Nam TV 12345. Cảm ơn anh nhiều, mong anh tặng. Rồi tặng cho bạn Nam TV 12345 này một bộ đồ ngủ luôn ha. Đây rồi các bạn ơi. Ây da, ây da, ây da, lỡ nhấn chặn. Đây, đây, một cái áo trước ha. Rồi, bố Viking tặng em một cái áo trước nè. Rồi, tính được bộ đồ đó, cái quần nữa, cái quần nữa. Rồi, một bạn đầu tiên ha, chúc bạn này năm mới vui vẻ luôn. Rồi, bạn tiếp theo nha mọi người. Chúc mừng bạn Huy Trần nè, với comment là có mã 41 luôn ha. Chúc anh nhiều sức khỏe, có video. Chúc mừng bạn Huy Trần nè, comment là có mã 41 luôn ha. Chúc anh nhiều sức khỏe để làm video cho em coi ạ. Tên là Minh3858VIP. Quà là full bộ đồ ngủ, mong anh tặng cho em. Rồi, tặng cho bạn Minh này luôn ha, một bộ đồ nữa. Đây rồi, đây rồi. Rồi, một cái áo đầu tiên nè. Rồi, bộ phần kinh tặng cho em một cái áo. Rồi, còn một cái quần nữa nha mọi người. Xong bạn thứ hai ha, chúc bạn thứ hai năm mới vui vẻ luôn. Rồi, bạn tiếp theo ha. Rồi chúc mừng bạn Ý Như nè, với comment là có mã 41 luôn ha. Chúc anh Vũ đón Tết vui vẻ bên gia đình nha. Tên là Zumi 2022, quà là bộ đồ. Và cuối cùng chúc mọi người ăn Tết không lên cân và sẽ không bị con ơi đưa tiền cho mẹ giữ hộ cho. Trời đất ơi, cái này là cái chiêu của mẹ đúng không? Cho nên là tránh xa cái chiêu của mẹ này ra. Cho nên là Tết mà đưa tiền cho mẹ giữ là qua Tết thì khỏi đòi luôn nha mọi người. Lưu ý nha, lưu ý nha. Rồi tặng cho bạn Lumi này một bộ đồ luôn ha. Cũng có thể nói là bạn Lumi này có kinh nghiệm đó mọi người. Kinh nghiệm chắc bị mẹ lấy quà Tết 2-3 lần rồi chứ mẹ. Rồi, có cái kinh tặng em luôn ha. Nhưng mà không sao, mẹ lấy thì mẹ xài, mẹ mua đồ cho mấy đứa chứ mua cho ai đâu. Rồi bạn tiếp theo nha mọi người. Chúc mừng bạn Nguyễn Trà My nè, với comment là cũng có mã 41 luôn ha. Chúc anh có một ngày vui vẻ, thật nhiều sức khỏe. Chúc anh sớm được 30k sub nha và luôn thành công trong công việc ạ. Tên in game là Chanzukute và quà là cái cây thôi hả. Ui, là cái cây thôi, bạn này chỉ lấy cái cây thôi mọi người. Mong anh tặng ạ, mãi là fan của anh. Rồi, cái cây bạn này muốn cái cây thôi thì tặng cho bạn này cái cây ha. Cái cây nè. Bạn này muốn cái gì mình tặng cái đó thôi, cái cây ba ngòi hả. Rồi. Rồi Vũ Bay Kinh tặng em. Rồi khuyến mãi cho em cái áo luôn, cho em dịp tái chế luôn nha. Rồi xong. Wow, vậy là 4 bạn đã được nhận quà trong ngày hôm nay nha mọi người. Rồi bạn nào muốn nhận quà nữa thì hãy comment bên dưới nha. Với cú pháp là có mã bí mật là 51 nha mọi người. Và comment một cái gì đó nè, tên in game nè. Quà thì các bạn có thể là chọn cây hoặc là bộ đồ ha. Bộ đồ hoặc là cây nha mọi người. Rồi bye bye các bạn. Và đừng quên kéo xuống cho mình một like và đăng ký kênh để theo dõi video mới nhất của mình nha. Bye bye. Put up, 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 put up